Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Mình đã làm một series về Sin, cậu bé bút chì được rất là nhiều bạn hưởng ứng. Ngày hôm nay mình quyết định làm một tập nữa, nhưng mà nội dung chắc chắn sẽ có thể hay hơn hai tập trước. Các bạn cùng đón xem nhé. Ở đây mình đã mod một nhân vật, đó chính là siêu nhân đỏ nhí và một số người ngoài hành tinh. Ngày hôm nay mình sẽ có một câu chuyện liên quan tới việc người ngoài hành tinh đến trái đất. Và liệu họ đến trái đất để làm gì? Chúng ta cùng khám phá với Sin nào. Trên trời tự dưng có một viên thiên thạch rơi xuống một cái hồ. Và rồi dưới cái hồ đó đã xuất hiện một thứ vũ khí. Thứ vũ khí này nó luôn phát ra một sóng âm, âm ỉ suốt ngày đêm. Mấy ngày sau đó, trên bầu trời đã xuất hiện những vật thể lạ, giống như là đi bay, và không ai khác chính là bọn người ngoài hành tinh. Bọn chúng đã sử dụng đi bay để bay xuống trái đất đi tìm cái vũ khí kỳ lạ mà đã rơi từ ngoài hành tinh vào. Những tên người ngoài hành tinh này đầy bí ẩn. Bọn chúng không chỉ xuất hiện vài tên mà là rất nhiều. Và cầm đầu tính là một tên người ngoài hành tinh có màu xanh lá cây kia kia. Lúc này tại gia đình nhà Sin, ba của Sin và mẹ của Sin chuẩn bị có một chuyến công tác. Họ bắt đầu kêu hai anh em Sin ở nhà. Sin ơi, hôm nay con với em hãy ở nhà nhé. Bố với mẹ đi ra ngoài, chắc là mai mới về. Ba với mẹ đi chơi, bỏ hai đứa con ở nhà thì có. Đúng rồi đó. Đó, em nó cũng phản đối nữa kìa, mặc dù chữ có chữ không. Xin à, ba mẹ phải đi công tác, tại sao con cứ muốn đi theo chứ? Phải để thời gian riêng dành cho ba mẹ nữa chứ. Trời ơi, già rồi mà cứ làm như mới cưới gì á, đời riêng giống như từng trang mặt. Ba nói không biết nghe, ba với mẹ về không thèm mua quà cho con với em đâu. Thôi, đừng cãi với tụi nó nữa, chúng ta lên đường thôi em. Nhớ đó, ở nhà coi nhà và canh em cẩn thận, ba với mẹ mai sẽ về liền. Hứ, ba mẹ đi chơi riêng mà cứ bảo là đi công tác. Còn mình cũng bảo là mình đi học mà ba mẹ không tin, cứ bảo mình đi chơi, mặc dù mình đi chơi thiệt. Em à, hai đứa mình ở nhà không có gì làm hết à. Bây giờ anh sẽ hóa thân thành một nhân vật. Anh là siêu nhân, em là yêu quái. Hai đứa mình sẽ chiến đấu với nhau. Em có chịu không? Chịu. Trời ơi, em của tôi nói thiệt dài mà hiểu có một từ cuối cùng à. Các bạn thông cảm nha, em của mình mới tập nói, mới tập đi thôi hà, nên đã nói nhiều mà còn không hiểu bao nhiêu. Em đứng đây nha, chờ anh một xí, anh vào, anh sẽ thay bộ đồ siêu nhân cái đã. Thế là Sinh cũng bước vào phòng và sau đó thay một bộ quần áo siêu nhân hành tráng. Khi Xin quay trở lại thì đã biến thành một siêu nhân khủng long đỏ rồi, nhìn thật là ngầu luôn. Em thấy có đẹp không? Đẹp. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi nhé. Anh tất nhiên là siêu nhân rồi, em sẽ là yêu quái. Anh sẽ hốt hồn em. Em bắt đầu làm cái ác đi. Nhưng mà dừng lại đi. Hình như siêu nhân thiếu thiếu vũ khí gì đó, làm sao mà có thể tấn công được yêu quái. Thôi, em ở nhà chờ anh một xíu nha. Để anh ra quán mua một ít đồ dùng của siêu nhân, sau đó về anh em mình chơi tiếp. Chờ đó nha.
và rồi Shin lại quay vào căn phòng để thay đồ ra. Thế là Shin cũng nhanh chóng đi ra ngoài để có thể tới cửa hàng đồ chơi mua một ít dụng cụ siêu nhân về chơi trò chơi với em. Cái xe đạp của mình đâu rồi? Không phải cái xe đạp mình mượn chứ. Hôm bữa mình đi chơi biển đó, để cái xe đạp ở bãi biển, xong cái thằng nào nó lấy mất cái xe đạp luôn à. Thế là cái thằng bạn cho mình mượn xe đạp đó, nó nói với mẹ nó là bị mất xe đạp rồi. Mẹ nó đánh nó quá trời luôn. Hên, không phải xe đạp của mình. Nếu không, mẹ mình sẽ đánh mình hư cái mông luôn mất. Bây giờ mình phải đi bộ thôi. Ôi, mình cảm thấy thiệt có lỗi. Nhưng mà không có lỗi thì làm sao mà sống. Sau khi tới cửa hàng mua bán đồ chơi, Shin cũng đã mua một dụng cụ. Đó là một vũ khí rất phù hợp với màu áo màu đỏ siêu nhân của mình. Shin cũng nhanh chóng quay trở về để có thể đóng một vở kịch với em của mình. Khi vào bên trong nhà, Shin đã nghe tiếng chó sủa rất dữ dội. Em ơi, em đâu rồi? Anh mua đồ này rồi nè. Không biết em của mình nó đi đâu mất tiêu rồi. Em ơi. Shin đã tìm khắp nhà nhưng không thấy em của mình. Nhưng mà Shin chỉ thấy chú chó Bạch Tuyết mà thôi. Chú chó Bạch Tuyết đang sủa rất inh ỏi. Bạch Tuyết, mày làm cái gì mà mày sủa dữ vậy? Bộ mày thèm chó cái lắm hả? Nãy giờ mày có thấy em của tao ở đâu không? Wow 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 wow. Không biết Bạch Tuyết nó nói cái gì nữa. Công nhận tiếng chó khó hiểu ghê luôn á. Lúc này Shin tiếp tục đi tìm em của mình. Trời ơi, không biết nó trốn đâu nữa. Nó chơi trò trốn tìm hả trời? Thôi, mình cắt cái này để đây đi. Cầm mệt quá trời luôn á. Em ơi, trốn đi đâu rồi? Tuy nhiên thì Bạch Tuyết luôn gầm gừ và sủa rất dữ. Mình xin lỗi các bạn nha. Ở đây chú chó mình không thể mót màu trắng Bạch Tuyết được. Chú Bạch Tuyết đã vào phòng lúc Shin đang tìm kiếm và nhìn Shin sủa rất nhiều. Wow. Bạch Tuyết, mày đừng có phá tao nữa. Mày thèm chó cái thì mày hãy đi tìm một mình đi, chứ tao không có thèm. Không cần phải rủ tao theo đâu. Tuy nhiên khi Bạch Tuyết vừa lùi ra xa vừa sủa Wow. Bà tiếp tục lùi ra xa và sủa Wow. Cứ đi một chút lại sủa Wow. Điều này khiến cho Shin cảm thấy rất nghi ngờ về Bạch Tuyết. Dường như Bạch Tuyết muốn dẫn Shin đi đâu đó. Sao kỳ lạ vậy? Bạch Tuyết cứ sủa hoài, giống như là nó muốn chỉ mình đi đâu vậy đó. Hay là nó chỉ mình đi tìm em của mình, đúng không Bạch Tuyết? Wow, chắc là đúng rồi đó. Vậy đi thôi Bạch Tuyết. Và rồi Bạch Tuyết cũng dẫn Shin đi tới một nơi. Vừa đi Bạch Tuyết vừa ngửi. Dường như Bạch Tuyết đã biết được kẻ nào đã dắt em của Shin đi. Chắc có lẽ lúc đó Bạch Tuyết cũng có mặt và ngửi được mùi của hắn. Nhưng mà ai? Ai đã đưa em của Shin đi chứ? Chúng ta cùng theo dõi sau đây nào. Bạch Tuyết nhanh chóng chạy đi, Shin thì đuổi theo. Vừa chạy, Bạch Tuyết cũng cố gắng hít và hửi mọi thứ xung quanh. Và rồi, Shin cùng chú chó đáng yêu của mình di chuyển tới một bìa rừng nọ. Lúc này, Bạch Tuyết cũng ngửi mùi. Hít. Bạch Tuyết đánh hơi khắp mọi nơi. Và Shin đang có một hành động cũng tương tự giống như Bạch Tuyết. Hít. Trời ơi, sao mình cũng làm chó mà mình không có hửi ra được cái gì hết à? Công nhận Bạch Tuyết giỏi ghê luôn á. Mình ước gì có cái lỗ mũi thính như Bạch Tuyết.
lúc đó mình sẽ hửi ra tất cả mọi thứ. Ha ha ha, hửi mà trúng cục phân thì thôi rồi cái mũi luôn. Mặc kệ, cho xin đèn quậy phá, Bạch Tiết tiếp tục hửi và cuối cùng Bạch Tiết đã phát hiện được cái mùi của bọn đã bắt cóc em của xin. Bọn chúng đang kia kia, Bạch Tiết lúc này sủa lớn. Wow, wow, wow. Ồ, tiếng sủa của Bạch Tiết. Trời ơi, chắc có lẽ Bạch Tiết đã hửi chúng cục phân bị hư cái mũi rồi, nên nó la làng hả? Khi Xin chạy tới chỗ Bạch Tiết, thì Xin thấy Bạch Tuyết ngó về một hướng. Xin cũng ngó theo và thấy được một tòa lâu đài dưới nước thật quy mô và lộng lẫy. Wow, đẹp quá trời luôn á. Chẳng lẽ em của mình đã tới đó rồi sao? Trời ơi, sao bây giờ? Mình phải tới đó cứu em của mình mới được. Bạch Tuyết ơi, cảm ơn mày đã đưa tao tới đây. Còn chuyện còn lại để tao xử lý cho. Trời ơi, mình phải chui lên trên đó hay sao? Mình phải kiếm đường và bí mật lén vào trong đó mới được. Nhưng mà không được, với cái hình dạng như này, lỡ đâu gặp bọn yêu quái trong phim siêu nhân thì làm sao bọn chúng sợ được. Mình phải chui trong bụi cây này và thay một bộ đồ siêu nhân lúc nãy mới được. Sau khi Xin bỏ đi thì Bạch Tuyết không những không quay trở về nhà mà còn ở lại. Bạch Tuyết đã nghe được những tiếng sóng do cái vũ khí ở dưới bờ hồ nó đã vang, bởi vì Bạch Tuyết là một con động vật mà. Bạch Tuyết cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Những tên người ngoài hành kinh kia đã đuổi theo cái vũ khí này vào bên trong trái đất. Bọn chúng đã xây dựng cả một lâu đài trong tích tắc để có thể lục tìm cái vũ khí dưới bờ hồ. Nhưng mà trong thời gian này bọn chúng chưa tìm ra được. Biết được điều đó, Bạch Tuyết cũng nhanh chóng nhảy xuống bờ hồ thử vận may coi mình có tìm được cái vũ khí quan trọng đó hay không. Chắc chắn cái vũ khí đó là bí mật có thể giải đáp được bọn người ngoài hành tinh kia tại sao lại ở trái đất này. Bạch Tuyết là một chú chó vừa đáng yêu vừa thông minh. Thật là tuyệt vời. Trong phim Xin Cậu Bé Bút Chì phiên bản gốc thì Bạch Tuyết hình như là một chú chó Nhật. Nhưng mà hiện tại chưa có cái mod đó, mình tạm sử dụng chú chó Pun này nha. Cũng rất là dễ thương luôn. Đó, ai mà yêu động vật chắc chắn sẽ rất là thích. Bạch Tuyết cũng nhanh chóng nhảy xuống. Bạch Tuyết đã lội xuống dưới nước này. Cố gắng lên. Bạch Tuyết cũng đã sử dụng khả năng của động vật để nghe được cái tiếng sóng phát ra từ cái vũ khí bí ẩn kia. Bạch Tuyết cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy, cho đến khi đâm đầu vào một vách đá rất lớn. Bạch Tuyết ngó lên trên, thấy một vật thể rất lạ. Thì ra chính là cái vũ khí tại nơi đây đây. Nó đã phát ra những sóng âm khiến cho tất cả các con động vật đều hoảng sợ và bỏ đi hết. Thế là Bạch Tuyết đã cố gắng bơi lên và sau đó lấy cái vũ khí này đi. Mặc dù mình không có cái gì hết, nhưng mà khi mang bộ đồ này vào, mình cảm thấy tự tin lên hẳn. Cũng may là mình hồi nãy cũng đem kèm nó theo. Bây giờ siêu nhân đó sẽ đột nhập vào bên trong khu vực đó và đầy nguy hiểm. Mình là siêu nhân mà, không sợ đâu, không sợ đâu. Nhưng mà tại sao mình cứ muốn mắc tè thế này? Thôi, cố gắng nín đi. Trời ơi, kia là UFO. Mình xem trên TV, thấy là bọn người ngoài hành tinh hay sử dụng. Chẳng lẽ nơi này là của bọn người ngoài hành tinh hay sao? Thiệt là kinh khủng. Mình hãy đột nhập vào bên trong coi thử bọn chúng là ai. Và rồi, Xin cũng vào gần hơn nữa. Cho đến khi Xin đã thấy trung tâm cái ngồi lâu đền này, thấy được một nhóm người, trong đó có em của mình. Đứng đầu của nhóm người ngoài hành tinh này là một tên xanh lá cây.
hắn mới bắt đầu nói. Bla bla bla. Em của Sinh cũng trả lời. Bla bla bla. Sinh đã nghe được những lời đó và bắt đầu phát biểu. Trời ơi, không ngờ em gái của mình có thể biết được ngoại ngữ của người ngoài hành tinh luôn. Công nhận nó học giỏi thiệt. Còn mình học Anh văn hoài mà cái cô cứ cho mình không điểm biết. Đột nhiên lúc này bỗng dưng tiếng chuông báo động có kẻ xâm nhập ở cái tòa lâu đài này phát lên. Xin, trời ơi, cái gì vậy, gì vậy? Có kẻ xâm nhập. Quân lính, hãy đi kiểm tra thử coi. Trời ơi, tao chết mẹ rồi. Trời ơi, bọn cung tấn công mình. Bớ người ta, cứu tôi với. Trời ơi, help me, tell me à. Lúc Xin đang chạy thì bóng dưng Xin đã gặp được chú chó Bạch Tuyết của mình. Wow. Bạch Tuyết, sao mày xuất hiện ở đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm. Ủa, mày đang cầm cái gì trên người của mày vậy? Wow. Chắc cái này là mấy con chó cái tặng làm vật định tình cho mày đúng không? Chắc không phải đâu. Sao tao nhìn nó giống như là vũ khí của siêu nhân vậy? Hãy đưa đây cho tao cầm thử cái coi. Và rồi Bạch Tuyết cũng nhanh chóng đưa nó cho Xin. Và rồi khi Xin lấy cái cây này từ chú chó, bóng dưng một nguồn điện đã truyền khắp người cơ thể của Xin, khiến Xin trở thành một siêu nhân thật thụ. Trời ơi, tự dưng có một cảm giác thật sảng khoái. Chẳng lẽ mình thành siêu nhân thiệt hay sao? Bạch Tuyết, hãy chờ tớ ở đây. Tớ sẽ tới chiến đấu và xử mấy cái con yêu quái kìa. À không, mấy cái con người ngoài hành tinh bố náo bố tét kìa. Cho bọn mày biết mùi lợi hại của tao nè. À, ngon nè, bắn tao à, bắn tao nè. Lúc Xin đang náo loạn tại khu vực này thì bỗng dưng tên người ngoài hành tinh chùm, tên người ngoài hành tinh da xanh lá cây đó các bạn, hắn cũng bay tới và tấn công Xin. Tất nhiên hắn sẽ không giống như những tên tầm thường khác. Ôi gì vậy? Trời ơi, tên người ngoài hành tinh kia hắn quá lợi hại. Và cuối cùng, Xin cũng nhờ cái cây vũ khí bí mật này đã hạ hết tất cả những người ngoài hành tinh tại khu vực này. Sau đó, Xin cũng nhanh chóng chạy lên cứu em gái của mình. Em ơi, không sao chứ. Trời ơi, tội nghiệp quá à, bị bắt cóc hả? Ba, không sao. Vậy thì hay quá. Thật là tuyệt vời, hôm nay anh em mình đã có một chuyến phiêu lưu quá đã luôn á. Trời ơi, bây giờ anh đã biết được cảm giác siêu nhân thật thụ rồi. Thôi, chúng ta về nha. Thế là Xin cùng với Bạch Tuyết và em gái của mình nhanh chóng quay trở về nhà. Và rồi, ba mẹ cũng quay về đúng lúc. Bọn người ngoài hành tinh, bọn chúng cũng mất tích sau đó. Không hiểu bọn chúng đã đến từ đâu. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy nội dung ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Và đừng quên donate để cho mình có kinh phí làm video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.